Để ta nói quý vị biết tại sao chúng ta nên ăn chay. Không phải chỉ bởi vì chúng ta muốn cứu địa cầu, mà đó là thành phần, phẩm chất chính, lực lượng chính để cứu thế giới trong tình trạng nguy kịch hiện nay. Quý vị thấy đó, ăn thịt có nghĩa là chúng ta đang làm suy giảm tình thương trong con người mình, từ cấu trúc thánh thiện của mình. Chúng ta được sinh ra từ Thượng Đế. Chúng ta thánh thiện, là con người chân chính, là con cái đích thực của Thượng Đế. Nhưng nếu chúng ta ăn thịt, lúc đó sự pha trộn loại máu và mã di truyền giữa loài người và loài vật làm chúng ta mất đi ngôi vị chúa tể của muôn loài, ngôi vị loài người chân chính. Là loài người thuần khiết, con cái của Thượng Đế, chúng ta có sự câu thông trực tiếp với ánh sáng, với lực lượng toàn năng tối cao của trung tâm điều khiển vũ trụ. Chúng ta có quyền cai quản tuyệt đối đối với muôn loài dưới thiên đàng, bởi chúng ta thuần khiết và là con cái của Thượng Đế. Nhưng khi chúng ta tiếp tục cho những yếu tố khác vào bản thể của mình, thậm chí về thể chất, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc tâm linh của chúng ta. Bởi vì chúng ta trở thành cấu trúc hỗn tạp, pha trộn, không thuần khiết, chúng ta trở thành sinh vật ngoại lai, dễ bị tấn công bởi lực lượng đen tối, bởi vì chúng ta không còn thuần khiết nữa. Do đó, loại sinh vật hỗn tạp này có thể bị diệt vong, bởi vì nó gửi đi năng lượng rất lộn xộn, thông điệp xáo trộn vào trung tâm của vũ trụ. Vì thế, nó có thể bị hủy diệt bởi vì nó không được nhận ra là giống người thuần chủng. Cho nên, chúng ta có thể bị loại bỏ khỏi thế giới vật chất để được tái chế, được thanh lọc, hầu trở nên thuần khiết trở lại và được tái sử dụng. Nhưng quá trình này có thể rất đau đớn và thống khổ, kéo dài rất lâu, có thể hàng trăm ngàn năm theo thời gian của địa cầu. Xin giúp tôi ngừng điều này. Chúng ta không muốn bị hủy diệt. Chúng ta không muốn bị thanh lọc. Ăn chay, xin hãy ăn chay. Xin hãy ăn chay. Nói điều gì lãng mạn đi. Tôi rất muốn được lãng mạn, nhưng tôi xin lỗi vì tôi mới vừa xuất định từ hàng trăm giờ thiền. Quý vị làm người lãng mạn thay cho tôi. Tôi làm tu sĩ khổ hạnh để quý vị có thể lãng mạn ở nhà. Tương tự, ngay cả bác sĩ tài giỏi nhất cũng cần sự đồng thuận của bệnh nhân để cứu họ. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị, được chứ? Tôi cần sự biểu hiện của tình thương. Chỉ thêm 1% tình thương cho thế giới này, tình thương cho con cái quý vị, tình thương cho muôn loài, đủ để chúng ta sẽ hy sinh khẩu vị của mình đối với thịt và những sản phẩm thiếu tình thương có liên quan. Chúng ta phải biểu lộ tình thương ở một mức độ lớn hơn, không chỉ tình yêu lãng mạn dành cho những người trong gia đình. Chúng ta nên giữ điều đó bởi vì mỗi loại tình thương đều thiêng liêng. Mỗi loại tình thương đều phát ra một số năng lượng khẳng định đẹp đẽ để bảo vệ chúng ta và bảo vệ người thân của chúng ta cũng như những gì quanh chúng ta. Cho nên nếu mỗi người chúng ta đều ban phát thêm tình thương vào môi trường chung quanh, nới rộng nó như nhiều hơn, vượt ngoài phạm vi gia đình một chút, và nếu tình thương đó đủ lớn, sẽ tạo thành sức mạnh tình thương 100%. Cần thiết để hóa giải nguy cơ lớn nhất đối với sự sống còn của chúng ta. Tôi đã cứu 99% rồi, nhưng cái 1% là tuyệt đối quan trọng, đó là của quý vị.
1% của quý vị, xin ban phát thêm tình thương. Để chừng nào tôi vẫn còn ở đây, mặt trời sẽ không bùng nổ, lực lượng tàn phá của vũ trụ sẽ dừng lại. Rồi chúng ta có thời gian cho kế hoạch B và nhiều, nhiều điều lãng mạn hơn nữa. Tôi có thể trở về với phu quân của tôi, lãng mạn như xưa, nếu ông ấy vẫn còn độc thân. Tôi tin tưởng quý vị, những cư dân địa cầu lãng mạn và xinh đẹp. Mong quý vị hiểu điều này và ráng nỗ lực cứu thế giới chúng ta, bởi vì quý vị đã biết từ tất cả những phương tiện truyền thông và tường trình của các khoa học gia rằng chúng ta cần thêm thời gian trên địa cầu này để sống lãng mạn. Hãy có tình thương vĩ đại lớn càng tốt, thương yêu tất cả những gì quý vị thấy quanh mình. Bình thường thì tôi không tiết lộ điều này. Tôi thậm chí không muốn nói về điều này, nhất là vào một dịp như hôm nay. Nhưng thời gian đang gấp rút, chúng ta không mất gì cả, chỉ thay thế miếng thịt của loài vật đã chết bằng đủ loại chất đạm lành mạnh từ thực vật. Ăn chay, kiến tạo hòa bình, đó là tất cả những gì chúng ta cần làm và thương yêu. Thương yêu bao nhiêu cũng được, chỉ xin đừng gây chiến tranh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thượng Đế gia trì tất cả chúng ta.